Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng mình khám phá con đường Chương Định, thành phố Gạch Giá. Con đường này thường hay gọi là kinh điều hành hoặc là cống điều hành. Lúc trước con đường này rất là hoang vắng. Sau này thành phố phát triển, nhà cửa rất đông đúc. Đường Chương Định nằm trên địa bàn phường An Bình, cũng gần khu lấn biển. Các bạn có thể mua nhà ở đây đi làm cũng tiện. Con đường này nối liền với đường Thiên Hộ Dương, rồi đến Trần Quý Cáp, bọc ra cầu An Hòa, đường Nguyễn Trung Trực. Cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh mình. Chào cuối tuần vui vẻ.